Ok nha anh em nha. Vậy là anh em mình bắt được hẳn 4 lọ cơ, nhưng mà 4 lọ không đầy. Tính ra là được khoảng tầm 3 lọ. À, bây giờ sẽ ngâm nước nó đi nhá. Hôm nay sẽ quyết định là chế biến trên khu biệt thự riêng của anh em mình. Lắc này cho nó đái bớt đi mọi người. Toàn những con non nhá mọi người nhá. Rồi. Con này béo, đây này, con xanh xanh này mới béo này. Con này chuẩn bị lột xác đấy. Con này chuẩn bị lột để ra đấy đấy nhá. Đấy, giả vừa chết đấy, béo à. Con này tí nó phồng ra mấy kia. Mỗi lần đi bắt thưng thưng bọ xít là anh em mình tay anh em mình. À, đeo mấy lớp bằng đeo mấy lớp bao tay nhưng mà nó ngấm xuyên qua nhá. Tại nước đáy của nó có tính axit cao. Ngâm lên đây để cho nó tiếp tục đái tiếp. Đái tiếp. Đái tiếp. Bớt hăng. Còn muối không? Để cho nó bớt hăng, không có muối mà không cần muối con này. Bọn non. Non này không gì. Bắt được một ít con già già nhé, nhưng mà nó cũng là con non, nó vừa lột xác ra. Mềm lắm, tất cả những bọn này bây giờ không có bọn già nữa. Tại vì tan bọn non này. Bắt bỏ bớt cánh, có con cánh nó già lắm. Tí sẽ cho Mao Định chế biến món này. Đấy, ok nha anh em nhá. Nào, đưa cái kia đây. Cho nó ráo nước. Trong trường lại một lớp nữa anh nhỉ. Ok. Cho lên rang. Cho lên rang cho nó khô cái nước này đi nhá. Khô cái nước này đi bắt đầu nó mới đấy được. Ui, con này vừa lột trong này. Hả? Hồng hồng nữa. Món này ui. Ui, nó trông béo được ấy. Nhiều phết đấy nhỉ. Nhiều mà. Toàn con non nhá, béo lắm anh em ạ. Đã mấy cái con già không tuổi gì so sánh luôn mọi người. Chỉ ngập mồm. Ui, con này còn xanh lét này, mới lột xong này. Phê phê. Đừng nhiều quá nhỉ. À, chỗ này mọi người biết nếu mà tính giá cả thị trường bao tiền chỗ này không? Ừ. Không có mà bán nha, tại vì bọ xít non này người ta không bán. Bắt khó lắm. Không bắt được. Khó lắm. Bọ xít già đã 300-400 nghìn một cân rồi. Mà lên mâm ở quán bia ấy, 100 nghìn một đĩa nó chỉ được thế này thôi này. Một nhút. Thế này thôi. Còn đâu nó cho toàn lá chanh như kia vào. Chắc ở dưới Hà Nội chẳng có món này. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho nó lên chảo nhé, rửa thật sạch rồi. Cho nó lên chảo. Đảo ướt này nhé, về mọi người không cho gì cả. Đảo để cho nó bay hết cái mùi hôi đi. Mình khô nước đi mọi người. Nói chung là chân món này, món tủ của Mao Đệ sẽ để cho Mao Đệ chế biến nha anh. Ngon lắm, tất cả món con chủ đã nhiều này. Ăn xương không? Ừ. Mình sẽ ra đây kiếm con cá, mọi người tin mình câu được cá. Anh ơi, nó khô lên thì nó xương hết bụng lên. Nó trương bụng lên, ok. Món non này ngon lắm. Món già mà ví dụ để món già thang điểm 10 nhé. Món già mà có trứng thang điểm 10 thì món này phải 13 điểm. Hơn món kia 3 điểm. Ngon cực kỳ luôn mọi người. Mình cứ đảo thôi, đảo khi nào khô món này đi thì mình bắt đầu cho dầu vào nhé mọi người nhá. Bay hơi hết mùi hăng đi. Hôm nay chị kiếm một cá. Cô chưa để lấy dầu ăn. Anh lấy dầu ăn rồi đi. Ok. Đấy, đảo trong khoảng độ 2
3 phút nó bắt đầu khô đi nha mọi người nha. 5 phút. Khô đi xong rồi bắt đầu nó sưng hết người lên. Những con non này nó phồng người lên thì mình. Má đây ca lấy cho em dầu ăn mất. Thì cho dầu ăn vào để cho nó chín con này với cả nó giòn mọi người nhá. Được không? Không thì nó lại mùi khét khê khê. Ừ? Không. Được rồi. Bây giờ nhấc xuống cho nó. Hả? Đây, nhấc xuống cho nó khô. Đấy, đào. Nó là khô rồi đấy. Ok nha, bắt đầu dưới dầu ăn. Đào đi, đào đi. Đấy, thế rồi. Con này nó ngoại này. Núi này. Con này là không phải làm giòn nha mọi người nhá. Con này là ăn béo thôi, ăn chín đấy, chứ không phải là ăn giòn. Ui tí thế, trời mất một con. Ui. Ăn cồn. Thắng ơi. Thôi để tí trong tí mắm thơm. Ui, bắt đầu ngon. Đĩa này mà ở dưới Hà Nội mà có phải 500 nghìn, không mua được. Cái này là lượt con nữa nhỉ. Còn được 300 nghìn nữa. 300 mới ăn ở ngoài quán nó nửa chỗ này một đĩa. Mà đấy là còn là con bọ thịt già. Đấy toàn bọ thịt non cơ mà. Nếm nếm thử xem vừa. Anh đã cho muối rồi. Hả? Cái gì? Chín anh đã cho muối rồi. Chín rồi. Chín là muối. Cho muối nó nhanh cháy lắm. Nhanh cháy được. Vừa nhỏ mà. Mày nếm thử xem vừa cho để cho thêm tí mắm. Không ăn giòn thì đấy đi. Làm một tí nữa cho mắm là vừa. Ừ. Đó. Nó mà nó dai, ăn nó bị dai. Chưa kịp đấy đã cho muối rồi. Không. Béo chưa mọi người. Bọ xịt non nhá. Mời mọi người nhá. Béo nhá. Béo. Bị dai quá rồi. Chứa nó phải đảo lâu nó mới giòn được. Không cho ăn. Thử chắc, thử chắc. Con nếm thử con to dài nhé. Quan trọng là nó phải giòn giòn và không được dai nhé mọi người nhé. Nó hơi dài. Hơi dài, thêm mỡ nhỉ. Thôi nói chung là tùy mà chỉ bị. Ấy. Yeah. Em ơi, mùa hai được về. Thả đi cho nó lớn đây ạ. Tí, anh ơi lên đây giới thiệu em với anh. Hả? Cho muối mắm ăn. Em dừng lại cho nó cháy.
Từ từ tao thả cá này chị. Có thể bế nhá mọi người nhá. Bế, thả nó đi. Cho nó lớn. Cho nó xuống nhá mọi người nhá. Tại vì mình đốt bằng cồn cho nó bỏng quá cháy. Móc vào khác ra. Để nếm nhá nhá. Đấy, hợp chưa nhỉ? Cho ra vị. Sao giờ rồi? Để ra bị nước. Bị nước cá. Mát, mùi thấy mát lắm mọi người ạ. Thế chưa? Được chưa? Giòn chưa? Thêm dầu không? Đảo tiếp đi. Tí nữa phải thêm mắm. Được rồi, thêm mắm. À, ok. Thêm mắm, thêm muối. Thêm luôn không? Thôi, thêm vào đi. Ăn được rồi đấy. Ngon rồi. Nếu mà từ đầu để lâu lâu mới cho ra vị thì nó không bị dai. Tốc mắm thơm vào thơm thế. Thơm rồi luôn mọi người ạ. Mấy món này là sau tôm mắm mà ăn sướng. Em ơi mùa hè về. Ui, gì đấy. Thử xem vừa chưa? Anh thử em vừa đó. Tao có hay thích món này mấy đâu. Vẫn nhạt. Thơm muối à? Mà vẫn chưa. Vẫn dài. Thế này thôi. Dài. Nhưng mà không biết làm nào được. Chiên cho nó giòn lên. Dài. Sau nó sợ sát đấy. Nếu mà từ đầu mà đấy thì ngon hơn. Thì ta sẽ nấu cho mày nấu một nửa này, tí nữa ta lấy một nửa ta nấu lại. Ok. Được chưa? Ok, mình sẽ lấy một nửa, tí nữa mình sẽ nấu theo phong cách của mình. Mau định nấu nó dai quá. Rồi, thế thôi. Rồi, trả lại bớt ít. Không lại bảo nhiều quá. Rồi, nào mày thêm gì? Cho thêm muối vào đây ạ. Muối gì? Thêm muối vào đây trong. Thì mày ui, bảo mày bảo dừng. Anh phải tự xem ý. Thế đây, ông tự cho. Rồi, tự cho, tí nữa lại đổ. Đổ xong tại. Rồi. Món rồi, mình coi như là xong rồi nhá mọi người nhá. Rồi cho ra đĩa, rắc là chanh lên. Nhìn là biết không giòn. Món này giòn làm sao được. Giòn thì ăn cái xác của nó lột rồi. Tốt không dai là được. Bây giờ bị dai rồi. Ăn chưa rồi đấy. Bây mà chưa giòn là nhiều ăn thì cái vỏ lột của nó. Mình sẽ chế cái món của mình. Rửa sạch cái này đã. Ok anh em nhá, bây giờ mình sẽ chế biến cái món của mình. Mình sẽ chiên cho nó giòn lên chứ không làm như mau đệ. Mình chiên cho nó giòn lên xong rồi sẽ cho gia vị sau. Hồng luôn. Xong rồi sẽ gạt bỏ cái mỡ nó đi. Con vỏ xít này nó là giáp sát nên nó không ngấm mỡ lắm, không sợ. Chiên giòn đi xong rồi vớt bỏ cái
cái mỡ, dầu mỡ đi, xong sẽ đổ muối và ok, ngon. Đó, bây giờ sẽ chắt vào dầu ăn nhé mọi người nhé. Nhìn hương khoai. Anh lấy lại lạnh đấy. Hơi bọc. Lật lật, úp một phát xuống ao thì đúng rồi. Mẹ em bị mạnh. Thôi của ông thì nữa ông lại ăn ké, ông bảo mặn xong rồi bảo là cho ăn ké nhưng mà thế à. Nó nhạt đấy, không ngon không ngon, ngon thì ăn của ông đi. Cái này mặn hết rồi, mặn hết rồi, thôi 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 lại đổ tại mình em ạ. Chả thế đúng không? Biết ngay. Thử xem vừa chưa nào. Ui nó phồng tròn này. Có tí mắm mà cho thơm. Có nhiều vào mà nó mặn đâu. Ui rồi. Nhưng mà nó sẽ làm mất độ giòn hiểu không? Ok nha anh em nhá. Đây là đĩa của mình. Mọi người nhìn kỹ nhá. Nhìn nó này. Ôi tròn vo này. Đây mình lấy đũa mình gắp ra. Đấy tròn vo này. Thấy chưa? Này tròn vo nở con bọ xít ra này. Còn nhìn đĩa mình của màu đệ này. Lẹp khẹp. Này nhìn này. Chụp. 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 Thế này mà gọi là đầu bếp chả. Đấy bây giờ làm ít lá sung nổ nha. Anh lấy quả sung á. Ui. Quả. Cái món quan trọng nhất thiếu. Bia. Quả. Làm ít quả sung này ăn vào kém nó mới ngon. Chứ giờ quả non nữa. Ăn quả già. Quả sâu. Ngon quá. Ăn phải non như nơi này. Đây nhá. Mình ăn thử cho mọi người xem nhá. Đây bên này ngon này. Ăn phải vài con một. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn thương thương bọt xít non này anh em mình. Đấy. Giờ gắp toàn con non vào nhá. Một con này. Ui nó phồng này. Ui trời, hai con này. Xếp hàng ba con này. Bốn con này. Ui rồi, con này xanh lè này. Ui con này ngon này. Năm con này. Ui sáu con. Đây. Mời thầy. Dạ. Thầy đây thầy cái này có tương ớt ấy nhỉ. Chấm anh em nhạt nhạt tí không thơm tương ớt. Thầy há mồm ra. Ui rồi ăn nó phải như thế ấy, kém luôn lá sung đi. Phải chén luôn với lá sung nhưng mà lá sung hơi già anh em ạ. Sung hơi già ngon đấy. Của ai ngon hơn? Của anh giòn hơn. Của ai ngon hơn? Trả lời đúng đúng với trọng tâm. Chắc là của mình ngon hơn. Đấy. Nhìn là biết là giòn rồi.